轻摇，不管。Nước sốt cá quá chén rồi, ta không để anh say đâu. Cướp biển bình thường thôi mà, ngay cả con rồng hung tợn tôi còn giết được hai con à. Ngài Thi Quy, ngài chiến đấu với rồng mà. Tất nhiên, nhìn mặt tôi xem, luôn chân thành và không bao giờ giả dối. Anh Thi Quy, thật tuyệt quá. Hãy để tôi uống cùng với ngài một ly. Đây là kho báu của làng chúng ta, quả trứng rồng. Trứng rồng sao? Nó có thể trở thành con rồng hả? Loài rồng đã tuyệt chủng hàng ngàn năm trước rồi. Và đây là trứng rồng cuối cùng trên thế giới. Mình hy vọng nó có thể nở ra thành con. Nhưng chẳng có chuyển biến gì vì nó như vậy hàng trăm năm rồi. Một con rồng trốn trong đó là có thể sao? Không thể. Chúng mình đã tìm nó rất nhiều năm rồi. Mình muốn thăm đảo rồng lần nữa vào ngày mai. Mình sẽ đi tìm con rồng. Chúng thật là những đống củi chất lượng cao. Chú Ti Quy, đừng chỉ bận tâm tới mấy cái đó nữa. Hãy dời đống củi đi trước đi. Ồ trời, cái chân lạnh yếu ớt của ta lại đau nữa rồi. Chú không thể nào dời nổi. Chú đừng lộn xộn, cho chú ngồi với dầu nóng suốt đó. Cái đau ở chân lạnh yếu ớt đó do đâu? Chơi, hành lý được đóng sẵn rồi. Sao đội trưởng chưa quay về? Đội trưởng nói sẽ đi tìm con rồng. Cái gì? Đội trưởng vẫn chưa quay lại sao? Chú phải đi tìm thôi. Chú ấy thật là thông minh. Con rồng có thể trốn ở đâu chứ? Họ sẽ rời đi vào buổi chiều. Hãy hành động ngay lập tức khi họ rời đi. Đừng lo, bắt cóc đứa con gái để trao đổi trứng rồng hoặc cướp trực tiếp đều không thành vấn đề. Hãy tin tưởng chúng tôi. Thiếu tá, ai đó? Ôi không, đi kiểm tra đi. Đội trưởng, thời tiết hôm nay thật đẹp, nhưng ta phải dành thời gian rảnh của mình để đi tìm đội trưởng. Ai có thể hiểu được lòng thành của ta đây chứ? Ta muốn nghỉ ngơi rồi. Ôi, thật thoải mái. Ngươi là ai? Ta không biết ta là ai nữa. Chỉ là người đi đường mà thôi. Người đi đường? Vậy thì ta không có lý do gì để bắt ngươi cả. Đi đi, đừng có quẩn quanh ở đây nữa. Vâng, cảm ơn. Rồi mau, người đó đâu? Chỉ là người đi đường mà thôi, tôi thả đi rồi. Ngươi đúng là con lừa hay quên. Bắt nó lại. Sư phụ à, phù hộ cho con.
chia ra tìm. Ta sẽ nhổ hết dây của ngươi nếu không bắt được nó. Kiểm tra bên kia. Đội trưởng! Đội trưởng! Nhanh lên đây! À, đội trưởng! Đội trưởng! Đội trưởng! À, đội trưởng! À, chắc không có ở đây. Mình nên tìm chỗ khác vậy. Chú Tiwi, con ở đây. Hả? Wow, có một bữa ăn lớn rồi. Nè, chú Tiwi, chú Tiwi. Đứng lại, bắt lấy nó. Hết đường chạy rồi nha. Coi ngươi làm sao trốn. Thật là kém may mắn cho ngươi khi gặp phải ta. Đại ca, tôi nhớ ra rồi. Hắn là người đã trốn khỏi đây. Tránh ra đi. Đồ con lừa, ta sẽ cạo dãy của ngươi. Xin lỗi đại ca. Xin chào đội trưởng. Chào thiếu tá. Đội trưởng, con ở đâu? Đội trưởng. Chết tiệt, là Tiwi. Nhanh lên, mang Foxy đi. Ta sẽ giải quyết hắn. Đội trưởng. Đội trưởng. Oh, chú Tiwi. Thiếu tá, sao anh lại ở đây? Anh thấy đội trưởng của chúng tôi không? Đội trưởng Foxy? Không, tôi không thấy. Sao cậu ấy lại ở đây chứ? Tôi cảm thấy hình như cậu ấy vừa mới gọi tôi. Quên đi, chú Tiwi. Tôi đang tìm chú đây. Tôi rất quý lô nước sốt cá lâu đời ở hòn đảo rồng này. Nước sốt cá? Chính xác. Chúng là nước sốt cá hảo hạng. Ngon không thể nào tả được. Thiếu tá đi, hãy dẫn tôi tới chỗ đó ngay nào. Đội trưởng và chú Tiwi có chuyện gì xảy ra rồi? Họ chưa trở về nữa. Ba, bạn đi kiểm tra với Rolly đi. Tiwi đâu? Thật dễ dàng. Hắn đã say với hai cốc nước sốt rồi. Báo cáo thiếu tá. Có hai con người từ con tàu mơ ước đang tới đây. Đội trưởng, hãy vào trong. Tôi sẽ xử lý chúng. Đội trưởng. Đội trưởng. Hả? Đội... Thiếu tá. Thiếu tá, ngài có thấy đội trưởng và chú Tiwi đâu không? Đội trưởng và chú Tiwi à? Họ bị lạc. Ôi không, ta hy vọng họ không lạc vào hang động. Wow, lạc vào hang động hả? Thật thú vị. Không phải chuyện đùa đâu. Có rất nhiều hang động ở đảo rồng này. Đã lạc vào thì khó mà trở ra được. Đừng lo, nếu có điều đó xảy ra, đội trưởng sẽ chỉ kẹt ở bên ngoài hang và không vào trong được vì anh ấy quá mập. Rolly, để bọn anh đi tìm. Đúng vậy, hãy đi tìm đi. Tiếng của ai vậy? Tiếng? Tôi không nghe thấy gì hết. Chắc là tiếng sấm thôi. Ồ, ba, đi tìm chỗ khác đi. Cứu! Bao, Rolly,
Bao Raleku! Đội trưởng! Có chuyện gì vậy? Đúng, đội trưởng các ngươi đang ở đây. Đội trưởng, hãy ra đây. Lại là cướp biển các ngươi sao? Hãy thả đội trưởng của ta ra. Ngươi, bao bao ốm và mặt ú. Thật may mắn cho ngươi đã âm mưu chống ta thành công trên con tàu lần trước. Nhưng hôm nay ngươi phải trả giá. Con cá mốc nhà ngươi, hãy xem ai bị cười nha. Ba bao, tới lúc em ra tay rồi. Đại ca, trông anh thật đẹp trai với mái tóc này đó. Im ngay! Đứng đó làm gì? Đi đi! Đây! Oh, xin lỗi nha, Crossy, tôi không cố ý. Cướp biển, hãy xem tuyệt chiêu của ta đây. Bao bao, đừng ngạo mạn. Ta sẽ giết chết hắn nếu người không bỏ tay ra. Đội trưởng, ngươi đang giận à? Được thôi, tùy ngươi. Ta sẽ xử lý các ngươi sau khi ta quay trở lại. Open sea, our name is loud indeed. His feather are the sheep's hearts underneath our feet. Who's looking out? I forget everything. Oh gee, why oh I have a stupid crew? I can't take anymore. Look forward. We conquer all the fortress. Why are my sailors always losing? We can fly. Cut the cannonball. Put up the chain. The master you broke. Why am I never meant to be the lucky one? Don't worry. You will always be brave. That's right. You dead ass. It is you, stupid face, who are trapping this deep. All of you, shut up and stay with me. Keep on fighting. Hey, hey. Until we win. Hey, hey. One day I will get a steamer in my head. Tears, hey, hey, and keep our faith. Hey, hey, there's a rainbow out there on the other side. Ah, it's going to